này mình thích ăn lắm. Các bạn có bao giờ ăn những cái sô-cô-la này chưa? Mình thì thấy là thích ăn sô-cô-la. Cái hạt dẻ gì người ta hay chính là cái kẹo dẻ nó nổi tiếng lắm. Cái kẹo này mình cũng thích ăn này. Các bạn ơi, đây là nhãn hiệu của Samsung Select nè, rất là ngon. Mình lên ăn thử này, như có sô-cô-la trà lài gì đúng không? Mình ăn sô-cô-la. Cái này mình có gì? Cái này có bôi đậu phộng mà nó rất là ngọt. Rất là ngon. Cái này mình có 3 cục nè em. Ăn thử, thử. Mình sẽ ăn KitKat bên Mỹ. Cái gì KitKat ở Việt Nam nè? Mới giờ là có mùa nó bay lên. Mấy người chia nữa nha. Cái này tới 3 cục luôn nha. Thèm quá. Bên này thì nó có chữ đẳng thơ con lực. Ăn thử nha. Giòn quá à. Cực kỳ giòn. Nó trắng rồi nó là cơm. Nó là giòn gà. Có cái sốt gì á. Ăn vô là có sốt chảy ra rất ngon. Không biết là sốt gì. Hơi ngọt. Mà quay với nó. Nó thích cái này hơn. Thì nó giòn. Nó không có mềm. Đây nước để ăn sô-cô-la. Ăn sô-cô-la hay cái nước ăn cùng cũng bị một cái bình nước. Cực kỳ giòn luôn. Ở trong đây có trà làng nè. Này. Ủa, cái kẹo này rất là dễ thương. Cái bàn ngô trong này hình như nó có cái gì sạch sạch nè. Rồi, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Nếu chốt việc là cho ta sữa thì thêm cho em còn 2 viên. Trong nó có mùi sữa, sô-cô-la. Ngọt quá. Khi ngọt rồi. Ngọt sạch luôn. Có gì chứ. Cái này chạy ngon mà con. Ngon. Nhưng mà nó hơi giòn. Nó hơi giòn chứ. Bây giờ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăn rồi chứ. Chạy. Chạy ngon luôn á. Chưa xé được. Cục này nó bự quá. Hơi mùi bạc hà. Cái này thì hơi cứng. Nè. Ừ, nó có nhiều quá ngọt. Có cam bên trong. Ở trong có cam bên trong. Mình ăn một cái này. Cái thằng tổng này. Cái này mùi rất là đắng. Các bạn ơi, mình đã ăn hết tất cả là kiểu ở đây rồi. Mình ăn rồi đó. Mà các bạn thích thì hãy cho mình một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Các bạn hẹn gặp lại, bye bye. Nếu mình có đồ mới mình sẽ review cho các bạn nha. Chị cắn mình đi. Đừng có mềm. Thấy còn mình quên ăn mỡ mềm. Không biết mùi gì luôn. Ngủ. Hi, chào các cô và các bạn. Hôm nay bác mình đi Singapore về, bác mình một gói vàng nha. Có gì trong này? Đây. Sô-cô-la. Bây giờ sô-cô-la lại này thì mình chưa ăn, mình sẽ xé ra. Mình sẽ xếp nha. Như là kim tự tháp vậy. 4 cục là 6, 7, 8,
chín. Thôi bây giờ mình ăn đi. Ờ, nó giống như là nó có xui lắm. Cái gì? Sô cô la ngọt, sô cô la đắng. Cái này à? Nguyên chút lại. Mình sẽ cho các bạn xem những sô cô la của mình lớn nha.